Meghan khao khát có cuộc sống hoàng gia khi kết hôn với Harry nhưng thực tế không như mong muốn. Meghan từng mong muốn một nơi ở hoàng gia hơn căn nhà nhỏ Nottingham có tiền lý. Sự khao khát này được cho là xuất phát từ sự so sánh với nơi ở của vương phi kết tại cung điện Kensington. Trong bộ phim tài liệu Harry và Meghan trên Netflix, Meghan Markle đã chia sẻ về mong muốn sống ở một nơi hoàng gia hơn sau khi đính hôn với vương tử Harry. Lời thú nhận này đã khơi dậy những tranh luận về sự kỳ vọng của cô đối với cuộc sống hoàng gia. Nottingham có thể lý, nơi ở ban đầu của cặp đôi, bị Meghan miêu tả là quá nhỏ bé so với tưởng tượng của cô về một cung điện. Vương tử Harry cũng thừa nhận rằng, mặc dù được coi là sống trong cung điện, thực tế căn nhà của họ chỉ là một ngôi nhà ngói khiêm tốn. Meghan từng bày tỏ mong muốn được sống tại lâu đài Windsor, nơi ở của Nữ vương Elizabeth II. Tuy nhiên, bình luận viên hoàng gia Kinsey Schofield cho biết Meghan đã bị từ chối vì nhiều lý do. Bà Sophie chia sẻ trên Gigabyte News Cô ấy muốn chung sống trong cùng một không gian với nữ vương và cô ấy đã bị từ chối vì nhiều lý do. Việc Meghan so sánh nơi ở của mình với cung điện Kensington, nơi ở của Vương phi Kate và thân vương William, được cho là nguyên nhân dẫn đến mong muốn này. Căn hộ 1A tại cung điện Kensington, nơi ở của William và Kate, rộng lớn hơn Nottingham cottage rất nhiều. Căn hộ này có hơn 20 phòng, bao gồm 3 nhà bếp và 9 phòng dành cho nhân viên. Chuyên gia hoàng gia Christopher Warwick giải thích rằng các căn hộ trong cung điện Kensington thực chất là những ngôi nhà liền kề chứ không phải căn hộ theo nghĩa thông thường. Chi phí tân trang căn hộ này lên tới 4,5 triệu bảng Anh, được chi trả bởi người đóng thuế. Trong cuốn hồi ký Spes, vương tử Harry cũng miêu tả Nottingham Cottage là một nơi hơi xấu hổ khi đón Meghan đến thăm. Anh so sánh căn nhà với một ngôi nhà búp bê với trần nhà thấp và không gian chật hẹp. Harry cảm thấy ái ngại khi phải dẫn Meghan đến một nơi ở không tương xứng với vị thế hoàng gia của mình. Cặp đôi sau đó đã chuyển đến Frogmore Cottage vào tháng 4 năm 2019 trước khi con trai đầu lòng Archie chào đời. Meghan lo lắng Harry sẽ quay trở lại hoàng gia Anh mà không có cô. Việc mua nhà mới ở Bồ Đào Nha của vợ chồng Harry, Meghan được xem là một nước cờ khôn ngoan. Tuy nhiên, Meghan Markle lại tỏ ra lo lắng hoàng gia Anh sẽ tác động để Harry quay trở về mà không có cô. Một nguồn tin tiết lộ với tờ Closer rằng Meghan Markle vô cùng lo lắng hoàng gia Anh sẽ kêu gọi Harry tái hòa nhập mà không có cô ấy. Do đó, cô cần phải chủ động để đảm bảo mình không bị cô lập hoặc bị gạt ra bên lề. Việc mua nhà ở Bồ Đào Nha là một bước đi khôn ngoan của Meghan. Nơi đây sẽ là điểm dừng chân thuận tiện, giúp cô có thể dễ dàng bay qua lại với các con mà không cảm thấy bị ràng buộc nếu Harry muốn đưa Archie và Lilibet đến thăm vua Sasklima. Kể từ khi rời khỏi vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia Anh vào năm 2020, Meghan Markle đã hai lần đến thăm Vương quốc Anh, cả hai lần đều vào năm 2022. Lần đầu tiên là vào tháng 6 năm 2022, cả gia đình đã đến Anh để tham dự đại lễ bạch kim của nữ vương Elizabeth II. Ba tháng sau, họ trở lại Anh để thực hiện các cam kết công việc và tham dự tang lễ của nữ vương. Lần gần nhất Meghan xuất hiện tại Anh là vào tháng 9 năm 2022. Trong khi đó, Harry đã có nhiều chuyến thăm Anh kể từ năm 2022 gần đây nhất là vào ngày 30 tháng 9 để tham dự lễ trao giải Wellchild ở London. Ngôi nhà mới của Harry và Meghan được cho là tọa lạc tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Costa Terra Golf và Ocean Club ở El Bồ Đào Nha. Đây là một khu vực vẫn còn hoang sơ, chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi du lịch. Được thiết kế bởi Denton House, một công ty kiến trúc và thiết kế nội thất cao cấp, ngôi nhà này hứa hẹn sẽ mang đến không gian sống đẳng cấp và sang trọng. Denton House tự hào là đơn vị kiến tạo những dinh thự và khu nghỉ dưỡng quyến rũ nhất thế giới căn nhà nằm trên một bãi biển tuyệt đẹp. Địa điểm này cũng khá gần với nơi ở bán thời gian của công chúa Eugenie, em họ của Harry và chồng Jack Brook Anh. Một nguồn tin cho biết thêm, nếu được đảm bảo an ninh, Meghan có thể sẽ đồng ý để Harry đưa Archie và Lilibet đến thăm ông của chúng, vua Charles III, vào một thời điểm nào đó. Vợ chồng Harry và Meghan vẫn không được chào đón trở lại Hoàng gia Anh. Mặc dù hoàng gia Anh đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới hoàng tử Harry nhưng điều này không đồng nghĩa cặp đôi được chào đón trở lại. Hoàng tử Harry mới đây đã nhận được lời chúc mừng sinh nhật 40 tuổi công khai từ hoàng gia Anh. Đây là lần đầu tiên trang chính thức của hoàng gia gửi lời chúc tới Anh sau 3 năm ghẻ lạnh. Tuy nhiên, theo chuyên gia Kinsey Sofield, điều này không đồng nghĩa với việc hoàng gia Anh sẵn sàng hòa giải với vợ chồng Harry và Meghan. Harry và Meghan chắc chắn không được chào đón trở lại như là một phần của hoàng gia, chuyên gia tuyên bố nếu như hoàng tử William không cho phép, cả hai sẽ không được chào đón một chút nào. Thế nhưng, có khả năng Harry vẫn sẽ thông qua bố của mình và đây không phải điều mà gia đình mong muốn. Các nguồn tin trước đó khẳng định công tước xứ Sussex đã cố liên lạc với vua Charles nhưng mọi cuộc gọi đều không được trả lời. Tương tự như vậy, hoàng tử William cũng không muốn liên lạc với em trai. Những dạn nứt giữa hai anh em là vô cùng tồi tệ tới mức không thể cứu vãn. Chuyên gia cũng tin rằng trong tình thế khó khăn về mặt sức khỏe hiện tại của các thành viên hoàng gia họ không thể tin tưởng Harry và Meghan. Đây cũng là lý do khiến gia đình tiếp tục giữ khoảng cách với cặp vợ chồng từ bỏ danh hiệu này. Họ muốn làm nhiệm vụ hoàng gia bán thời gian và nữ hoàng Elizabeth đã từ chối cơ hội đó. Giờ họ đang tự tạo ra nó bằng những chuyến du lịch hoàng gia giả mạo. Họ muốn gia đình biết rằng họ không cần sự cho phép của hoàng gia khi thực hiện những chuyến đi đến Colombia, chuyên gia phân tích thêm. Việc trang chính thức của hoàng gia Anh chúc mừng sinh nhật hoàng tử Harry một cách công khai được cho là nhằm tránh những lùm xùm và hỗn loạn, Đồng thời không muốn công chúng bàn tán quá nhiều. Vua Charles phớt lờ những cuộc gọi của hoàng tử Harry. Mặc dù hoàng tử Harry đang cố gắng kết nối lại với bố của mình nhưng vua Charles lại tỏ ra thờ ơ, thậm chí là khó chịu. Chuyên gia về hoàng gia Anh Emily Andrew cho biết hoàng tử Harry vẫn đang cố gắng gọi điện và liên lạc lại với bố của mình sau nhiều năm gẻ lạnh. Tuy nhiên, vua Charles lại không ghi nhận sự cố gắng này, thậm chí ông luôn trở nên cáu kỉnh và tức giận mỗi khi nhận được cuộc điện thoại từ người con trai út. Đây là điều không có gì khó hiểu khi vua Charles đã phải đương đầu với quá nhiều rắc rối do vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan gây ra kể từ năm 2020. Mặc dù Harry đã nhiều lần trở về quê nhà và có ý định hàn gắn mối quan hệ nhưng dường như vua Charles không bằng lòng. Những lời chỉ trích và buộc tội từ Harry đã khiến anh ấy mất đi người anh trai của mình, khiến mối quan hệ với các thành viên trong gia đình hoàng gia trở nên căng thẳng tới mức tan vỡ. Chuyên gia nói về hậu quả mà Harry gây ra, bây giờ thì ngay cả bố của anh ấy cũng không nghe điện thoại từ anh. Tôi được biết rằng khi nhân viên thông báo về các cuộc gọi này, vua Sakli đã lập tức đuổi họ vì bực bội. Cũng theo chuyên gia, những cuộc gọi của công tước xứ Sussex phần lớn là mong muốn thảo luận về cuộc chiến an ninh tại Anh và anh muốn bố của mình khôi phục quyền này. Vua Sakli không muốn liên quan tới một sự việc đã được giải quyết xong và đây là lý do khiến ông vô cùng khó chịu trước những cuộc điện thoại từ con trai. Ở thời điểm hiện tại, Harry đã không còn nói chuyện với bố nữa. Mặc dù cặp bố con đã gặp nhau vào tháng 2 sau khi công tước phát hiện bố bị ung thư nhưng kể từ đó, cả hai không còn liên lạc với nhau. Hoàng tử Harry không còn liên lạc với vua Charles. Một người bạn của hoàng tử Harry tiết lộ anh đã không còn nói chuyện với vua Charles nữa. Mặc dù hoàng tử Harry đã vội vã tới thăm vua Charles vào tháng 2 sau khi biết tin ông bị ung thư nhưng kể từ đó, hai bố con đã không còn liên lạc với nhau nữa. Người bạn của hoàng tử Harry khẳng định công tước xứ Sussex cũng không nói chuyện với vua Charles hay bất kỳ thành viên hoàng gia anh nào khác. Trước đó, cuộc gặp kéo dài 45 phút của hai bố con được đánh giá là tích cực và có thể là dấu hiệu cho sự hàn gắn. Tuy nhiên, theo những người thân với Harry, vị vua 75 tuổi đã không còn nghe điện thoại hoặc trả lời thư của con trai út kể từ sau khi gặp gỡ. Không thể liên lạc được với nhà vua nữa, người bạn thân của công tước chia sẻ, các cuộc gọi của Harry đều không được trả lời. Anh ấy đã cố gắng liên lạc để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố nhưng những cuộc gọi đó cũng không có người nghe máy. Khi mối quan hệ của họ ngày càng xấu đi, Harry được cho là đã yêu cầu bố của mình hỗ trợ về mặt an ninh để đảm bảo rằng vợ Meghan Markle cùng các con sẽ được an toàn nếu quay trở lại nước Anh. Harry sợ hãi và cảm thấy rằng người duy nhất có thể giúp trong chuyện này là vua Sarkly. Harry quyết tâm bảo vệ gia đình mình bằng mọi giá, một nguồn tin khác cho biết.